Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ luyện một bài đọc dọc. Ở đây mình viết nhầm thành ngang nhé các bạn, nhưng mà nó là bài dọc mà viết theo cái dạng truyền thống của Nhật ấy. Thì mình sẽ cùng đọc và phân tích để tìm cái suy nghĩ của tác giả. Trong vài năm trở lại đây, các cái bài JLPT thì ít nhất là có một bài viết theo cái dạng dọc như thế này để làm khó mình thôi. Nhưng mà về ý nghĩa và nội dung thì nó vẫn tương tự. Khi mà đọc các cái bài này, chúng ta sẽ cần phải gạch chân vào các cái yếu tố. Thứ nhất là cấu trúc ngữ pháp này. Thứ hai là các cái keyword mà hiểu ý nghĩa của bài. Thì thực ra bài ngang hay bài dọc thì mình đều làm theo cái cách như vậy, gạch chân vào các cái cấu trúc ngữ pháp, vào các cái keyword quan trọng. Thì chúng ta sẽ cùng theo chân mình xem là mình sẽ gạch chân ở các cái keyword nào, các cái cấu trúc như thế nào khi mà đọc các cái bài như thế này. Bài này thì vẫn là cái câu hỏi thông thường, là cái suy nghĩ, cái câu nào phù hợp nhất với cái suy nghĩ của tác giả. Thì mình đi tìm vào các cái câu mà thể hiện cái suy nghĩ của tác giả. Thì khi mà đọc, mình sẽ gạch chân vào các cái từ như sau. Kon na ni mo rie ki tsui kyu ga shijo meidai no you ni natte shimatta sakai ni kurashite iru to. Thì ở đây mình sẽ gạch chân vào cái này. Có là khi mà chúng ta đang sống vào trong một cái xã hội mà kiểu như là luôn luôn gọi là ưu tiên trước nhất cái việc theo đuổi cái lợi nhuận đến mức như vậy. Thì khi mà đi thi ý, mình không biết cái từ shijo mê đài này, thì là mình có thể lựa chọn cái keyword thay thế, đó là cái từ liyo chui kiu, là theo đuổi cái lợi nhuận ấy. Còn cái shijo mê đài đây là người ta ưu tiên số 1 thôi. Thì là mình sẽ hiểu khi sống trong một cái xã hội như vậy, sống trong một cái xã hội mà ưu tiên số 1 ở cái việc là theo đuổi lợi nhuận đến mức như vậy, thì ningen ga ikite ru koto ni imi wa naku, thì cái việc mà con người đang sống ấy, nó không còn ý nghĩa gì cả. Yuichi bi o motomeru koi dake ga totoi to shita geijutsu shijo shugi no ikkata ga natsukashiku natte kuru. Thì mình sẽ gạch chân ở đây, nó chính là cái ikikata, cái cách sống mà theo cái chủ nghĩa coi nghệ thuật là trên hết ấy. Và cái cách sống đấy thì nó lại tố sạ, nó chính là cái cách sống mà chỉ có coi trọng này các cái hành vi mà yêu cái đẹp hoặc là theo đuổi cái đẹp. Và cái từ yuichi ở đây là cái cách sống duy nhất đấy. Thì cái cách sống mà duy nhất chỉ có theo đuổi theo cái chủ nghĩa nghệ thuật, chỉ có đơn thuần đa kê, đúng không? Coi trọng cái hành vi mà yêu cầu theo đuổi cái đẹp không thôi ấy, thì nó đã trở thành gọi là hoài niệm mất rồi, là đã không còn rồi. Như vậy là cái cách sống này đã không còn nữa. Subete wa komu de ari, komu de aru ga yue ni masu masu utsukushi. Ở đây mình có một cái cấu trúc là yue ni, có là cái kết quả của cái việc komu. Komu ở đây là hư không ấy. Ở đây là tất cả mọi thứ thì đều là hư không này. Và kết quả của cái việc tất cả mọi thứ là hư không đấy thì lại càng đẹp. Thì cái gì trở nên ngày càng đẹp thì nó chính là cái ý mà người ta nói ở đến cái câu đằng trước, là cái cách sống mà theo cái chủ nghĩa gọi là nghệ thuật đấy, thì nó lại càng ngày càng trở nên đẹp đẽ. Khi mà tất cả mọi thứ trở thành hư vô, hay còn gọi là cái cuộc sống mà chỉ có theo đuổi theo tiền không thôi ấy, thì nó trở thành hư vô, thì cái cách sống mà theo cái chủ nghĩa nghệ thuật thì nó lại càng trở nên đẹp hơn. Thì mình thấy rằng là nhá, hai cái câu này này, hai cái câu liên tiếp nhau này, mình thấy dường như là nó không liên quan đến nhau, nhưng mà mình sẽ nhìn theo cái dạng cấu trúc ngữ pháp. Thì cái câu đầu tiên của mình nổi bật, nó có hai ý. Một là sống trong cái xã hội mà theo đuổi lợi nhuận thì cuộc sống của chúng ta không còn ý nghĩa gì, thì nó sẽ tương đương với cái ý đầu tiên là tất cả mọi thứ đều là hư vô, hay còn gọi là cái cuộc sống trong cái xã hội mà theo đuổi về tiền ấy, theo đuổi về lợi nhuận ấy, thì nó chỉ là hư vô thôi. Ngược lại, cái vế số 2 là gì? Là cái cách sống mà theo cái chủ nghĩa coi trọng nghệ thuật ấy, nó trở thành hoài niệm, thì nó sẽ tương ứng với cái ý là cách sống mà theo đuổi cái nghệ thuật ấy, coi trọng những cái hành vi mà theo đuổi cái đẹp ấy, thì ngược lại thì nó lại càng ngày trở nên xinh đẹp, hay là ngày càng trở nên gọi là đẹp đẽ hơn. Thì khi mà chúng ta đọc ấy, thì chúng ta phải tỉnh như thế, là chúng ta phải thấy rằng là các cái câu nó có cái sự liên kết với nhau nhất định.
khi mà mình thấy rằng là tự nhiên nó đưa ra cái kê mự này thì nó phải liên kết với cái câu trước như thế nào, thì nó liên kết về mặt ý thôi. Cái câu trước nó có hai ý riêng biệt thì cái câu này nó cũng có hai ý riêng biệt. Khi tất cả mọi thứ trở thành hư vô thì cái cách sống mà theo cái chủ nghĩa nghệ thuật, coi nghệ thuật là trên hết, thì nó lại ngày càng trở nên đẹp đẽ hơn. Bi wa ko mo no ue ni saku hana de ari issun ni shite kiesatte yuku, có nghĩa là cái đẹp nó chính là cái bông hoa mà nở trên cái sự hư không đấy. Thì cái sự hư không đấy mình vừa phân tích ở trước rồi, cái hư không đấy nó chính là cái việc mà theo đuổi cái lợi nhuận ấy. Nên là cái đẹp ấy nó chính là cái bông hoa mà nó nở trên cái sự hư không, hư vô, hay là nó nở trên chính cái cuộc sống mà theo đuổi gọi là lợi nhuận. Và isuniste kiesatte yoku, và nó sẽ làm sao biến mất trong một khoảnh khắc, hay còn gọi là cái đẹp nó sẽ biến mất trong một cái khoảnh khắc, và nó chính là cái bông hoa mà nở trên cái sự hư vô, nở trên cái cuộc sống mà nó chỉ theo đuổi cái lợi nhuận. Geijutsu wo okane ni kansan surukoto shika shiranai hitobito to wa muen no sekai ga tasuka ni aru. Ở đây mình sẽ gạch chân tiếp vào cái tasuka ni aru, gọi là chắc chắn là sẽ có cái gì, có một cái sekai, có một cái xã hội mà nó vô duyên. Vô duyên ở đây có nghĩa là nó không có liên quan tới, không liên quan tới tố hóa này này, không liên quan tới những cái người mà chỉ có được biết đến là chuyển đổi can sang, chuyển đổi cái nghệ thuật sang tiền bạc. Đấy, thì chắc chắn là sẽ có một cái thế giới như thế. Chắc chắn có một cái thế giới mà nó hoàn toàn không liên quan tới những cái người mà chỉ biết chuyển từ nghệ thuật sang tiền bạc không thôi. Và tamaniwa, thỉnh thoảng thì soyusekai, cái hinto của mình ở đây nó chính là cái soyusekai này các bạn. Cái soyusekai là một cái thế giới như vậy. Ni doppuri tsukatte miru no mo ii. Tsukatte miru ở đây là mình sẽ đắm mình vào, rồi đắm chìm mình vào trong một cái thế giới như vậy. Cái thế giới như vậy nó chính là cái thế giới mà mình đã gạch chân ở đây này. Cái thế giới mà hoàn toàn không liên quan gì đến cái việc mà chuyển đổi từ nghệ thuật sang tiền bạc cả. Thì thỉnh thoảng đôi lúc chúng ta cũng nên đắm chìm mình vào trong một cái thế giới như vậy. Cái thế giới mà không hề có cái tiền bạc ở đây. Một cái thế giới mà coi trọng nghệ thuật. Một cái thế giới mà coi nghệ thuật là trên hết. Nên đáp án của mình là gì ạ? Câu 1 là geijutsu o fukame ningen no surukoto wa subete imi mo kachimonai, là tất cả mọi thứ mà con người làm, bao gồm cả nghệ thuật, thì đều không có ý nghĩa và giá trị gì. Câu này thì sai hẳn về ý rồi. Câu 2 này, subete o rieki tsuikyu no shudan to kangaeru you na hayaku shin da hou ga ii. Câu này cũng sai hẳn về ý rồi, có là nên chết đi, đúng không? Những cái người mà nghĩ rằng là tất cả mọi thứ là cái siêu đăng, là cái cách thức hay là cái phương tiện để mà theo đuổi lợi nhuận ấy, thì là nên chết đi nhanh chóng, thì câu này sai về ý rồi nhá. Kono yo no naka de motto mo kachi ga aru no wa geijutsuka no ikikata de aru, là cái thứ mà có giá trị nhất trong cái thế giới này nó chính là cái cách sống của những cái nghệ thuật, của là cách sống của những cái nhà nghệ thuật. Thì cái đoạn mà có giá trị nhất trên thế giới này người ta không có nhắc tới này, không có cái ý nào người ta nói rằng là có giá trị nhất trên thế giới này cả. Nên là đáp án của mình là sai. Câu 4 là gì? Yoyu ga areba bi no tsuikyu ni shiuchu dekiru jikan ga hoshii mono da, là tác giả đang muốn nói rằng là muốn mọi người hãy dành thời gian có thể tập trung để theo đuổi vào cái đẹp nếu như mà có thời gian. Thì nó tương đồng với cái ý ở cái câu cuối này này. Yoyuga để bà là nếu có thời gian, thì chính là tamani hóa là thỉnh thoảng, đôi lúc, đôi khi này. Bi no tsuikyu ni shiuchu dekiru jikan là cái thời gian mà mình tập trung vào theo đuổi cái đẹp ấy, thì nó chính là mình sẽ đắm chìm vào trong một cái thế giới, mà cái thế giới mà không hề liên quan đến cái việc chuyển đổi nghệ thuật sang tiền bạc, hay chính là cái thế giới mà theo cái chủ nghĩa là coi trọng nghệ thuật ấy, coi trọng cái đẹp ấy, thì nó chính là bi no tsuikyu ni shiuchu dekiru jikan ga hoshii, là dành cái thời gian vào trong cái thế giới đấy, dành thời gian vào cái thế giới mà tập trung vào cái việc theo đuổi cái đẹp. Nên đáp án của mình nó chính là cái số 4. Thì cái bài này chúng ta sẽ có hai cái kinh nghiệm mà chúng ta học được. Thứ nhất đó là chúng ta luôn luôn gạch chân vào các cái cấu trúc ngữ pháp và các cái keyword của bài, được chưa?
Cái thứ hai đó là khi mà đọc ấy, chúng ta sẽ liên kết các cái câu với nhau bằng cái cấu trúc ngữ pháp, bằng cái ý nghĩa của câu, giống như là mình vừa phân tích vừa rồi, và dựa vào đó chúng ta sẽ nhìn được cái tổng thể của cái ý mà bài người ta đang nói tới. Thì bài của mình ngày hôm nay sẽ kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo nhé.